và tiếp Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư phản áng hoa chúc mừng tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Thư chúc mừng gửi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Xin Sư có đoạn viết: nhân dịp Tết cổ truyền của Lào, thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân, tôi thân ái gửi lời tới đồng chí và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào những tình cảm của đồng chí, anh em thân thiết với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc mừng đồng chí Phong Lao và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng toàn thể gia đình các đồng chí một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam chúc mừng những thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực mà Lào đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam chúc mừng. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân, Cách mạng Lào, các đồng chí đứng đầu, sự điều hành của chính phủ, sự giám sát của quốc hội, đất nước và nhân dân Lào, anh em sẽ vượt qua những khó khăn, tiếp tục giành được nhiều sự ân ái, thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 của Đảng, Nhân dân, Cách mạng Lào, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Việt Nam ủng hộ Lào hoàn thành trọng trách vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch 23 năm 2024, có phần nâng cao vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sẽ hết sức vui mừng vì mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân ở mỗi nước. Cái này sau em lưu là Agren 2 phút nhé. Trong thư chúc mừng gửi Chủ tịch Đảng, Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhân dịp Tết cổ truyền